Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là IOTA Finance, nhận là token là IOD nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì dự án này là một dự án được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain. Thì họ làm về ecosystem và platform. Thì platform nhé, nhầm. Họ làm về ecosystem và platform. Thì đây là một cái dự án là dùng để start farm. Có nghĩa là các bạn là start landing, các bạn landing token và để nhận lãi ấy. Nói chung là và các bạn có thể là ask limit trên đây, các bạn có thể mở thanh khoản và các bạn farm token nhé. Thì hiện tại họ đang trong chương trình bán hàng free sale thôi. Tổng công của nó là 1 tỷ nha. Tổng công của nó là 1 tỷ, 1B là tỷ nha. Ok, thì để tham gia vào cái dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra giúp mình. Trên bot thì các bạn ấn start để cho bot. Tham gia vào dự án hôm nay, các bạn sẽ nhận được là 1.000 token IOTA nhé. Và các bạn sẽ nhận được thêm là 100 token IOTA cho một referral. Decent, đây là một dự án là DeFi, Decentralized, có nghĩa là quay landing đấy các bạn. Ok, thì sau khi các bạn ấn start xong thì các bạn nhập lại đoạn mã captcha này nhé. Sau đó thì các bạn ấn Restart Now. Tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào group. Các bạn vào group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là join vào kênh channel. Các bạn vào Telegram Environment. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là join vào kênh New Channel. Chúng ta tiếp tục join vào kênh Channel New. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn nút Don. Tiếp theo đó thì nhiệm vụ tiếp theo đó là follow từ Twitter, like và chia sẻ lại viết kèm tag ba người bạn, sau đó điền lại username. Ok, các bạn vào follow từ Twitter nhé. Trên từ Twitter của dự án các bạn nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây, thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn nút chia sẻ. Các bạn chọn bằng vote từ viết lên bằng bình luận. Sau đó các bạn tag thêm ba người bạn lại giúp mình. Ok, sau đó các bạn vào phần twist, chúng ta đang là bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link chia sẻ mà chúng ta vừa chia sẻ. Thì dưới bài viết thì các bạn quay trở lại từ Twitter, thì bên trong trang cá nhân từ Twitter của các bạn chọn qua phần tweet và reply. Chúng ta sao chép lại cái link bài viết mà chúng ta vừa chia sẻ kèm tag ba người bạn này nhé. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn vào phần copy link to tweet. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Và cuối cùng thì nếu yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví Binance Smart Chain BEP20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay nha. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, sau đó các bạn có thể ấn vào phần Balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 1.000 token IOTA. Và đây là link red của các bạn copy lại link red đi tin thêm bạn bè để nhận thêm token. Thì qua một lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 100 token IOTA cho một referral. Thì drop này nó sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 8 và nó sẽ phân phối cho chúng ta vào ngày 28 tháng 8 nha các bạn. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 1.000 token IOTA đến từ dự án IO Fantasy đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.